Trời ơi, đúng thì lúc trong phim này là không có ai coi, là lúc xin chào cho hai cậu cùng chào nhớ cười. Ta đang đứng hát hò còn tôi như muốn tôi ngày tôi mới hát hò. Cô đang đứng tại đâu rồi? Cô đang đứng tại đâu rồi? Cô đang đứng tại đâu rồi? Cô giáo kế bên cần tôi, giờ tôi luôn luôn chờ.